Hello mọi người, mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là ngày nghỉ mọi người ơi, nên gia đình mình đi câu cá, câu ngoài Navajo Dam nha mọi người. Bây giờ mời cô chú, anh chị và các bạn cùng đi câu cá với gia đình mình nha. Cái chỗ này là chỗ mình thường xuống tàu nè, phía sau lưng mình nè, nhưng mà bữa nay mình không có kéo tàu. Mình sẽ câu trên bờ, mình không có đi xuống tàu nha. Đây là cái chỗ mà mình thường xuống tàu á mọi người. Nhưng mà cái chỗ từ cái chỗ này á, tại vì người ta xuống tàu á nên lực ở đây nó không có cho mình đứng ở đây câu. Mình không có cho đứng gần đây câu. Câu là mình phải pha. Đó, mọi người thấy cá nhảy quá trời luôn không? Cá đó là cá hồi đó. Có cái tàu đang đi vô nữa nè. Nhưng mà chỗ này á thì mình không có được câu, mình phải đi lại vô trong cái bãi bên kia. Ở dưới hồ bây giờ thường có rất là nhiều con cá chép luôn á mọi người. Cái chỗ này lúc trước người ta cho mình snack in. Snack in có nghĩa là mình giật á mọi người, nhưng mà bây giờ người ta không cho nữa. Có thể là khi người ta xuống đây nè, người ta xả gác chứ lại làm ô nhiễm cái chỗ này á. Nên bây giờ cái lực rồi. Cá bass, cá chép nha mọi người. Cá chẽm chứ lộn. Chứ quần lộn, hai cá này là cá chẽm. Để câu ba cháu á, gỡ lần khó. Nó còn nhỏ quá, mình phải thả lại mọi người. Con này con flugel. Con này đủ chỉ lớp bắt không? Ừ, lưu đâu có sao. Đây nè mọi người, cá của em chồng mình mới chín nè. Nó giống gì nè? Để quay gạch cho mọi người xem nha. Nó nhìn nó giống như con cá phi, cá rô phi Việt Nam mình vậy á. Tiếng Mỹ kêu là bluegill.
mình xuống ngay cái bãi đó, mình câu được có một con bluegill, là giống như một con cá, giống như con cá goldfish của Việt Nam mình đó mọi người. Bây giờ trời chỉ mưa chỗ này nè, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi qua bên cái bãi mà để mình đi câu con sa mành, là con cá hồi nha mọi người. Rồi tới xuống rồi mọi người ơi, người ta đứng ta câu bữa đó thứ hai nhưng mà cũng có nhiều người nha mọi người. Sao tự nhiên chỉ mưa vậy? Trời giá trời đừng có mưa đi. Đầu tiên nhưng mà mình không có đeo cái cặp tới nha mọi người nè. Bây giờ Phương Xí hãy lấy cái cặp lại. Cá hồi đầu tiên của ngày nha mọi người. Anh gọi mình đã dính cá nè mọi người, có 15 pound mà sao quá mình quay không được. Ảnh dính cá rồi nhưng mà cho người ta mọi người ơi. Zoom gần lại cho mọi người thấy nha, tại mình ở xa dữ lắm luôn á. Anh nói cái con này khoảng cỡ 15-16 pound. Mà Phương Thí ở xa quá không có lại gần quay được. Quay nhưng mà cô chú anh chị và các bạn cô có mệt thông cảm cho Phương Thí nha, tại mình ở gần cái nửa cái số á. Đó. Trời, cái bác đó đã bác qua bác kinh cái con cá phép bự lắm mọi người. Con cá bự quá, ổng đưa lên cho gia đình ổng ở trên đồi coi luôn. Trời ơi, đi khó khăn quá. Ở nhà Phương Thí còn con cá cha đó nhiều lắm nên Phương Thí anh Gòm á, mình dặn anh Gòm sẵn á, có dính cá cho người ta đi, mấy con bự mình kinh lên trên đồi không có nổi đâu mọi người ơi, cho bớt đi. Đó, mình zoom gần lên đó, bây giờ mình zoom xa rồi mọi người thấy được cái chỗ của mình á, đứng ở bên này xa, cách bên đó xa dữ lắm. Đó, mình đứng tuốt bên này nè, hồi nãy anh Gòm đứng chỗ đó là mình không thấy anh luôn á, nhà mình zoom lên mới thấy á mọi người. Cái ông bên đây dính cá anh. Chút cho đậm lo con bự ra đậm. Câu dính xa mành cho luôn ông già. Cho luôn ông già. Để tình... ta hẹn nhau đi câu cá chung một ngày gần đây. Tình thương mắng thương cho ông già, lát ông già kinh lên trên đồi không nổi cái mượn nè. Ổng kinh gì nổi. Nhưng mà ổng hỏi mượn kinh lên nhau. Dạ, hôm qua tê du cô cứ xin hai bên hiểu. Như đu vật na chẳng phải đi. Muốn hết thay đường về dính cá nữa. Cho người ta tiếp. Ông đâu muốn bắt cá đó đâu. Cho âm thầm lặng lẽ không cho ông già hay luôn. Cho dính rồi. Cái chừng có cái.
cái cần nó thẳng cái chuông lên đây đó, ừ. Khe đi. Nó kéo lên nữa. Mình nghe keng keng đang quay gồm, mình nghe keng keng nó kéo thẳng không dây đó. Hồi nãy cái chuông á. Nó nằm ở dưới, giờ chuông nằm trên rồi đó. Nên lòi cục mồi á, chứ không phải ghĩa đâu. Nên lòi cục mồi á. Cái cần mà nó có cái chuông sợ gắn ở trên cọng dây á, nó mới kéo keng thẳng công nhợ rồi mà không có thấy kéo xuống, chắc nó lòi mồi đi á. Ủa em tưởng đó ông già đó xong rồi chứ ông chưa xong nữa hả? Em gần đây nè, ông ở đây tới cuối thứ 6 rồi. Đứng xa ra để em kêu. Đứng xa ra để em kêu dân phụ đi. Cầm cái này để cho nó quay nó xuống nữa đi mà sao. Cho xịn đèn pin nhau sao. Nó mất tiêu rồi. Đang pin chưa sao? Không biết. Cầm thẳng lên, chống vô cái bụng đây, cái đùi gì đây. Đang pin anh thịt mặt em không chứ rồi. Phải đó. Quá nặng quá. Rồi dây này luôn. Bạn em như sao vậy? Đây, sao? Dưới trong dây này. Nghe vậy dưới hả? Đây. Không, cũng vừa. Ờ, 4-5 thao à. Dưới trong dây này của anh rồi. À, dưới không? Ngồi không dưới. Giờ cực đi dính cá hả? Cửa đó dính cá rồi đó. Em vô tới đây rồi hả? Em vô tới đây mắc mấy rồi đó. Cái kia mắng này nè. Đi lấy không thề. Không. Đi cường nó dính cá rồi đâu nhớ. Để em đây. Dạ. Mình cao nè. Không phải dướng dây sao? Dây đi nè. Dây đi nè. Hả? Cái dây của nó dướng này. Đâu? Nè. Cái dây của cùng bên kia đó. Nè nè, của cùng bên kia. Sao phải tháo này ra trước mới được. Ê, dừng, em sẽ gọi, em sẽ kẹp vô cùng dây luôn. Đứt cùng dây. Kẹp cái lửa. Thôi tụi nó lấy nha, cũng gọi đèn cho. Gọi đó. Gọi đó. Thằng này chở con mình không đó. Cho mấy người bên kia đi, sao mình lấy về mình đâu. Trời, nhưng mà mới gỡ con dây này ra. Con cá mình bự hơn con cá tụi nó dính đó. Nè, cá quăng lại đi. Nè. Nè, đi anh lôi từng con kia. À, con cá này cũng bự á. Cái này khoảng cỡ 4-5 kg là có mọi người. À, nó lóc. Con cá bằng giò em luôn. Đâu đại nó lỗ làm sao không nhớ. Đâu, sao? Đại đâu đây đi. Có chỗ dắt nó được chứ. Này. Vậy là bắt cái thằng công, bắt cái thằng công. Để trông cầu.
vô coi con cá đây nè. Rồi cô vô coi con cá nha. Cái đèn pin vô rồi. Những con cá nữa. Dạ, con cá nữa mọi người ơi. Được không? It's a big one. Wow, big fish. Wait, wait for a minute. Almost here. Where? No way. Yeah, here we go. Oh, this is a big one. Big, bigger than that. Holy cow. Ah, yeah, baby. Hey, that's good play. This one over 10 pounds. Over 10 pounds. Scary looking, Kevin. Gì? Cái anh mẻ cái nó ra, cái kìm đâu đây? Con này chắc lắm, dính chắc lắm. Cái này bự á mọi người. Bự hơn cái kia, mọi người nhìn cái giò phun thí là mọi người biết rồi. Xíu đâu. Hai cái giò phun thí gì nè, cái bên này mà không thấm thí với con cá này luôn á. Nhưng mà mấy con cá này bữa nay mình không có giữ mọi người ơi. Mình cho cái người câu kế bên luôn. Tại vì ở nhà mình còn nhiều lắm, đem về ăn không hết nữa. This one you just throw out, huh? Cái này là ông gòm mới dính con cá mọi người, vừa thảy ra chưa được 5 phút nữa dính luôn rồi nè. Nó ở ngay cạnh đằng này nè. Đâu rồi cái ông đó, đâu rồi, cho ông đi. Dính nó lại và sao đây, người ta lại người ta lấy. Nó đâu rồi. Người nó kéo kìa. Dính con up like rồi bà con. Em nghĩ nó dính rồi đó, nhưng mà dính cái nhỏ đó, nó miết luôn mà. Đừng có cãi, nó dính mà dính cái nhỏ đó chứ không phải tại cái đó 20 pound line mà. Dính nè, nó kéo qua tới bên đây luôn rồi mà. Nó kéo vô đây luôn rồi nè. Cá nó dĩa nó lâu vậy thôi. Không phải đâu. Đừng có cãi mà. Cá bự nó gặt một cái mà không công công vậy lắm. Ý nó không phải là dính cá bự mà dính cá nhỏ á. Nó kéo đó không, kéo đi vòng vòng rồi. Cái nãy anh giục tốt bên kia mà đâu quá nè. Anh lôi đi kia lì. Cho biết hình con cái người ta. Cameraman lên coi nó lâu. Dính con đó mình up lại nha bà con. 8:30 là chuẩn bị về mai đi làm nha. Dính không? Dính không sao? Rồi hai cái lai nó dính với nhau á. Mà có cá không? Còn cá fish up lai mà dính con xe mình là sao ta? Bà sao biết tại sao không? Không. Nó dính cái mỏ nó ngậm vô á. Ok. Bây giờ nó lôi cũng ra cho mặt nước á. Ok. Bỏ đây nha, táo này ra. Trời ơi, đâu có con sai mạnh đâu. Đi lướt, 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 lướt. Up like bằng con sai mạnh nha mọi người. Có thể gọi về mắt nữa. Chà, không dính cũng nhợ. Con sai mạnh bự quá à. Cuối cùng cũng chờ được nha. Chiếc này catfish bự mình offline thiệt nha mọi người. Sao em nhìn em ngứa không mắt luôn rồi.
cách fit mà phải làm như câu cá lồng tông nên. Mấy bà má nhịp hoài chừng nào cũng mới về nhà được đây. Quất cái phập đi cho mình ốp lại mình về coi. Nhấp hoài. Bây giờ từ từ. Thế nào? Chưa thấy. Hả? Má này cứ nhiệt quá. Má này nhấp hàng không mà người ta vô sao người ta ăn trước rồi. Người ta vô sao mà người ta ăn trước rồi. Nè. Cũng có 4 phao không sợ. Ký gửi 2 kg là có. Rồi, thêm con cá thì con cá cuối nha mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video của Phương Thí. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phương Thí nha mọi người. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video kế tiếp nha. Bye bye. Wow, bụng cho bá luôn. You guys come over here fishing. I'm leaving.